Các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh à, vừa phẫu thuật thành công cho một trường hợp trẻ vừa chào đời đã mang khối bướu máu phức tạp rất hiếm gặp ở gan, ở à, thế giới chỉ mới ghi nhận vài ca. Bệnh nhi là bé gái 2 tháng tuổi ở Cà Mau, nhập viện lúc 2 ngày tuổi, khai thác bệnh sử, bệnh nhi đã được phát hiện bướu khi ở thai kỳ 21 tuần tuổi. Thời điểm vào bệnh viện Nhi đồng 1, khối bướu đã làm bụng bệnh nhi phình to. Ảnh chụp CT ghi nhận khối tổn thương trong gan trái, đường kính lớn. Bệnh nhi diễn tiến rối loạn đông máu ngày càng nặng, tiểu cầu ngày càng giảm dù đã truyền bổ sung 3 lần. Bác sĩ Đặng Nguyễn Quỳnh Như, khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 1 chia sẻ, sau quá trình chuẩn bị, bệnh nhi được phẫu thuật khi 9 ngày tuổi. Ca phẫu thuật khó khăn khi gan ở trẻ sơ sinh mềm, dễ rách và khó cầm máu, phải cực kỳ cẩn thận. Trải qua 112 phút, ekip điều trị đã cắt thành công gan trái chứa bướu. Kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhi mang u máu gan thể trẻ nhỏ. Theo y văn thế giới, những trường hợp bú máu phức tạp nêu trên rất hiếm gặp, chỉ mới ghi nhận dài ca. Đây cũng là ca bệnh có bú máu gan lớn nhất và thực hiện khẩn trương nhất từ trước đến nay tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.